Xin chào, xin chào Hằng và Helen, xin chào các bạn. Xin chào các bạn đang xem live và xem buổi phát lại của hôm nay nhóm H2M live talk số 15 quay trở lại. Và thật là vui là chị em mình lại gặp nhau, rồi lại gặp các bạn trên cả ba trang. Hôm nay cũng là buổi là thông thường sẽ phát hành vào live talk vào lúc 8 giờ tối. 8 giờ tối thứ sáu giờ Việt Nam hàng tuần. Nhưng mà hôm nay có một cái sự cố là đó, cái đường truyền không biết làm sao mà sang trang của Helen là bị trục trặc, cho nên là bạn vào chưa được. Bạn đang đi du lịch cho nên là trục trặc về phần internet, sự cố của internet, nên là mong các bạn thông cảm. Cái màn hình của Helen lại sao tự nhiên lại bị sự cố. Ok thì đối với Em sorry, tí nữa em đang xe cái này sang em nhé, mọi ok. người. Vậy thôi, bọn mình cứ tiếp tục đi vào. Và hôm nay là cái chủ đề, nói chung là đối với công việc kinh doanh, đối với các bạn chủ doanh nghiệp, thì khi mình vận hành một cái mô hình kinh doanh, một công việc kinh doanh của mình, chắc chắn là sẽ có những cái thách thức, những cái mình gọi là những cái hạn chế trong công việc của mình khi mình bắt đầu và trong quá trình mình vận hành. Thì để cho các bạn cũng có một cái góc nhìn, có thể cũng từ giống như các như như chị em mình chia sẻ, thì cũng là một chút thông tin chia sẻ cho các bạn để có một cái góc nhìn về cái vấn đề như thế này nhá. Thì đối với các bạn mới thì chị mời Hằng giới thiệu với các bạn mới để biết nhóm chị em mình và cùng các cái buổi phát hành vào 8 giờ tối thứ sáu hàng tuần. Chị mời Hằng nhé. Vâng, em cảm ơn chị Milan. Em chào chị Milan và chào Helen cũng như tất cả các bạn đang follow page của cả ba chị em nhé. Thật là vui là cứ tối thứ sáu hàng tuần là ba chị em lại online và chia sẻ về một cái chủ đề nào đó. Thì với những bạn mà lần đầu tiên nhìn thấy mình hoặc lần đầu tiên lắng nghe mình trò chuyện chẳng hạn này, thì mình xin giới thiệu là mình tên là Hằng, hiện tại thì đang ở Hà Nội, Việt Nam cùng với cả gia đình. Mình có hai nhóc trai đang ở độ tuổi teen. Thế còn với công việc truyền thống thì mình đang làm quản lý ở một công ty xây dựng. Và với kinh doanh online thì mình đã làm hơn 3 năm rồi, 3 năm 5 tháng đó, thời gian rất là nhanh và rất là vui khi mà ba chị em đều có chung một cái ý tưởng là hàng tuần sẽ lên Go Live để chia sẻ thêm với các bạn về các cái chủ đề xoay quanh business online mà tụi mình đang làm, cũng như trả lời các cái thắc mắc, các câu hỏi của các bạn. Và hy vọng rằng những cái buổi talk show của tụi mình như hôm nay sẽ giúp các bạn phần nào có thêm thông tin về mô hình kinh doanh này và có những cái quyết định nhé. Ok, đợi em nhường lại cho chị Milan ạ. Chị cảm ơn Hằng. Chị mời Helen giới thiệu với các bạn đi em. Dạ. Vâng, em chào hai chị và chào tất cả các bạn đang xem trên ba page. Mình vừa mới phải share cái buổi này ở trên page của mình, Wow, chị chưa chặt xem. thật một chút đó. Thì Helen cũng giới thiệu là mình là Helen và mình đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Mình là làm trong lĩnh vực ngân hàng và cũng đã làm trong cái kinh doanh digital business này cùng với hai chị là một thời gian rồi. Và cũng như là chị Hằng cũng đã chia sẻ thì cả ba chị em đều rất là mong muốn những cái buổi chia sẻ này có thể cung cấp thêm được cho tất cả các bạn những cái thông tin hữu ích để đâu đó sẽ giúp cho các bạn có những cái thông tin và ra được cái quyết định của mình nhanh nhanh chóng hơn đó. Thì đấy là một chút chia sẻ của em. Chị cảm ơn Helen. Mình cũng giới thiệu luôn là mình là Milan, đến từ thành phố Hồ Chí Minh và đang định cư của tại Úc, cũng trên 25 năm làm công việc truyền thống chuyên về lĩnh vực về thực phẩm, và cũng đang có gọi là công việc về kinh doanh kỹ thuật số. Và cái chủ đề hôm nay thì nó rất là gần gũi, vì mình đọc những hạn chế trong kinh doanh mình thấy rất là gần gũi. Bởi vì đối với mình là tụi mình có cái câu nói là troubleshooting, là ngày nào cũng có sự cố. Hồi xưa đối với công việc truyền thống là ngày nào cũng có sự cố để giải quyết. Thì hy vọng là hôm nay cái buổi chia sẻ của mấy chị em mình sẽ chia sẻ với các bạn, nếu như đang gặp phải hay là đang gặp hay đang có những cái thách thức như vậy, thì các bạn cũng tìm hiểu thêm và có thêm cái động lực để mà mình đi qua những cái thách thức như thế này. Thì Hằng ơi, bây giờ Hằng sẽ Hằng làm việc rất là lâu năm rồi, thì Hằng chia sẻ với các bạn đi, theo em thì những cái hạn chế trong cái mô hình kinh doanh kỹ thuật số này như thế nào, để cho các cái bạn mới chưa làm việc thì nghe có bị sợ quá không, để không tham dự như thế nào không Hằng? Vâng ạ,
À, cái chủ đề này thì nó khá là thú vị, bởi vì thông thường ấy thì mọi người hay nói đến cái mặt tích cực, cái mặt tốt đúng không ạ? À, mọi người có follow page của cả ba chị em thì thường thấy là các chị em thường chia sẻ là đây là một mô hình rất là tuyệt vời, nào là có hệ thống tự động, nào là không cần phải tracing khách hàng hay bạn bè hay người thân, không phải nhập kho hàng, rồi không phải đi bán hàng, rồi có mentor và coach, tức là toàn những cái ưu điểm của cái mô hình này. Thế thì sẽ có những người sẽ question ngược lại, tức là sẽ hỏi ngược lại là thế nó tốt thế thì liệu có một cái mô hình nào mà nó hoàn hảo, nó tốt không, liệu đằng sau mặt trái của nó có những cái điểm gì hạn chế hay không. Thế thì ba chị em là cùng thống nhất là sẽ đưa cái topic này lên và chia sẻ với các bạn để các bạn lắng nghe xem là liệu những cái điểm hạn chế của mô hình kinh doanh kỹ thuật số này có làm chúng ta sợ quá mà chạy mất không dám làm hay không, đúng không? Thế thì cái điểm đầu tiên ý, chắc là mỗi chị em sẽ chia sẻ một cái điểm hạn chế nhé, chứ không để một người solo thì dài quá đúng không. Thì cái điểm đầu tiên ý, thì như các bạn thấy đó chính là việc phụ thuộc vào internet, vào công nghệ, vào laptop, vào smartphone, đúng không? Bởi vì rõ ràng là kinh doanh trên nền tảng kỹ thuật số có nghĩa là chúng ta sẽ dùng công nghệ để chúng ta tiếp cận tới khách hàng, và các bạn phải có internet, các bạn phải có laptop hoặc là smartphone. Và một khi mà internet nó bị trục trặc hay đường truyền nào đó có vấn đề, ví dụ có lần là cái đường truyền chạy qua Đại Tây Dương bị cá mập cắn chẳng hạn nữa, thế là lập tức toàn bộ mạng internet trên toàn cầu có vấn đề đó. Thế thì những người nào mà đang kinh doanh online, đang kinh doanh trên nền tảng kỹ thuật số là thôi đứng hình luôn. Hoặc em nhớ có một đợt cách đây khoảng hơn 1 năm, Facebook cũng có một cái dạng bị một cái sự cố nào đó ấy, và toàn bộ cõi mạng là xôn xao xôn xao, ơi bây giờ không Facebook không dùng được thì làm thế nào đây, và mọi người tưởng như là thế giới đổ sập đúng không ạ? Đó, bởi vì là đang quen giao tiếp hàng ngày qua online, gọi cho nhau rồi kinh doanh buôn bán vân vân, tự nhiên dừng lại hết, thế là mọi người bị sốc đúng không ạ? Đấy, thế thì cái kinh doanh trên nền tảng kỹ thuật số rõ ràng là cái điểm hạn chế đầu tiên mà mọi người thấy đó chính là việc phụ thuộc vào internet. À, nếu như không có internet thì rõ ràng công nghệ 4.0, 5.0 hay mấy chấm không không thể ra đời, rõ ràng là kinh doanh trên nền tảng kỹ thuật số cũng không thể ra đời được đúng không? À, vậy thì khắc phục điểm hạn chế này bằng cách nào? Đơn giản thôi, đó rằng là thứ nhất là mình học cách để sử dụng công nghệ, học cách sử dụng internet. Thế còn những cái ngày nào mà giả sử mạng internet nó có vấn đề thì chúng ta enjoy thôi, coi như đấy là một ngày để chúng ta nghỉ ngơi đoạn đấy. Em nhớ cái hồi đấy là cộng đồng kinh doanh kỹ thuật số mình thì rất là tươi, bảo là ô không sao, chúng ta có một ngày nghỉ ngơi đúng không ạ, kệ cho cõi mạng ngoài kia là sùng sục lên, xôi sùng sục lên, trời ơi không làm ăn được gì nữa. Nhưng mà dân kinh doanh kỹ thuật số của nhà mình thì lại enjoy một cái ngày được nghỉ ngơi đúng nghĩa của nó đúng không ạ. Và nó rất hay là ví dụ Facebook mà có vấn đề thì chúng ta lại có thể chuyển sang một cái nền tảng khác đó, chúng ta không bị phụ thuộc vào một mảng mạng xã hội. Nên nếu như nhiều bạn kinh doanh mà chúng ta chỉ phụ thuộc vào một mảng thôi thì chúng ta sẽ vô cùng rủi ro, cái mảng đấy nó có trục trặc có vấn đề gì là coi như đóng cửa đúng không. Nhưng với kinh doanh trên nền tảng kỹ thuật số chị em mình đang làm, rõ ràng là một cái nền tảng này đóng thì chúng ta lại có những nền tảng khác đó, và chúng ta có thể khai thác song song đúng không. Thế còn đơn giản nếu giả sử internet mà chẳng may off thì chúng ta enjoy nghỉ một ngày thôi đúng không sao cả. Thì đấy là cái điểm hạn chế đầu tiên. Nhưng tuy nhiên cái điểm hạn chế này thì nó lại cũng là một cái điểm khá thú vị, bởi vì sẽ giúp tất cả mọi người là chúng ta sẽ học, chúng ta sẽ được cập nhật, chúng ta sẽ được kết nối nhờ mạng internet, nhờ laptop và smartphone nữa. Và bây giờ thì khi đi ra ngoài đường, em nhớ cách đây khoảng 20 năm em có làm ở một cái công ty của một anh giám đốc cũ, thì anh có nói là các anh chị cứ cẩn thận nhé, chỉ cần 10 đến 20 năm nữa thôi đi ra ngoài ruộng cũng thấy các bà các chị các cô phi xe máy ầm ầm và lướt smartphone đi làm đồng. Hồi đấy mình bảo làm gì có chuyện đấy, bởi vì cách đây 20 năm làm gì có, nhưng bây giờ đang hiển hiện thì để thấy là đó, internet và công nghệ đang len lỏi vào tất cả các gia đình và tất cả các ngõ ngách. Từ em bé xíu 1-2 tuổi đã bắt đầu lướt lướt, từ các cô các bác 70-80 vẫn lướt quét đúng không ạ. Đó, thế thì cái việc chúng ta khắc phục hạn chế là chúng ta học thôi, cập nhật phát triển, và chúng ta sẽ có thể tận dụng được internet để biến nó thành công cụ để giúp chúng mình kiếm tiền ạ. Thì đấy là cái điểm hạn chế và cái cách khắc phục ạ. Đó, em quay lại với chị Mila ạ. Chị cảm ơn Hằng, rất là thú vị. Như là không có internet đó là coi như là kỹ thuật số là phải nghỉ giải lao đó. Lắm. Bây giờ có vệ tinh rồi, thành ra chắc khi đó mình không sợ đường truyền nữa, rồi có những bộ phát thì chắc có khi cũng rất là hạn chế ha. Vậy Dạ. Helen, em nghĩ là những cái điểm hạn chế nào khác không hả Helen? Có đấy Em có ạ. Em có theo đấy. cái cuộc À, em cái đấy em nghĩ là cũng tùy, nó có thể là điểm hạn chế của một số người, nhưng cũng có thể là đấy cũng phải là một điểm hạn chế của một số những người khác nữa. Thì bởi vì là nó cũng tùy thuộc thôi, cái em theo em nghĩ thì điểm hạn chế này nó hoàn toàn phụ thuộc vào cái mỗi người khác nhau suy nghĩ về cái mô hình này như thế nào. Còn với em thì em đang thấy một cái điểm rào cản là giống như chị Hằng có chia sẻ, đây là một cái business trên toàn cầu và mình có sử dụng các cái mạng trang mạng xã hội là sử dụng internet đó, thì cái mà làm việc được với tất cả các nguồn khách hàng
trên toàn cầu thì cái ngôn ngữ mà trong cái business này sử dụng thì là chủ yếu là bằng tiếng Anh. Đó thì lúc đầu vào rất là nhiều bạn khi mà bắt đầu nhìn và nhận được những email thông tin gửi lại đến cho các bạn bằng tiếng Anh thì các bạn đều kiểu như wow, toàn bằng tiếng Anh à đấy, cái kiểu như thế, bởi vì các bạn đã cảm thấy có một cái gì đó nó đang là một cái rào cản, một cái hạn chế của cái business này để mà được phổ cập rộng rãi. Nếu như mà những cái business khác thì mình thấy rằng là ở Việt Nam, người Việt Nam của mình hoàn toàn có thể là ai cũng có thể tiếp cận được. Tuy nhiên là lúc đầu thì cái business này nó sẽ có cái cảm giác rào cản là như vậy đối với những bạn mà chưa giỏi tiếng Anh. Thì hồi đầu em cũng bị như thế, nhận được các cái thông tin liên quan đến mô hình này hầu hết là bằng tiếng Anh và em cũng sợ, em bảo thì chết rồi, biết tiếng Anh nhưng mình hơi lẩm khẩm này, không biết là có làm được hay không. Thì đấy là cái mà cảm cảm giác ban đầu là như vậy đấy, nhưng mà đến thời điểm này thì cũng biết là đấy là một cái điểm hạn chế, cho nên là hầu hết là các anh chị trong cộng đồng của mình, những anh chị leader đã rất là thành công, đã cố gắng support cho mọi người để mọi người có đầy đủ các thông tin nhất và dễ dàng tiếp cận các thông tin nhất. Thì cái mô hình của mình bây giờ ấy, thì đã có thêm tất cả cái phần là training site bằng tiếng Việt này, rồi là các cái công cụ hoặc là thông tin đều có những cái bản gọi là record lại bằng tiếng Việt để cho mọi người dễ hiểu hơn. Và đồng thời thì đây cũng là một cơ hội, thực ra nhìn nhận trên cái cạnh khi em vào rồi ấy, thì em lại thấy nó cũng là một cái cơ hội cho rất là nhiều bạn mà đang chưa giỏi tiếng Anh thì có cái học thêm được tiếng Anh. Mình song song có những cái bản tiếng Việt để mình nghe mình hiểu, và sau đấy thì mình lại nghe lại bản tiếng Anh, thì đấy là cũng là một cái cơ hội để cho những bạn mà nghĩ rằng đây là một điểm hạn chế thì bây giờ nó đã được giảm thiểu đến rất nhiều rồi. Nhưng anyway thì ban đầu mọi người mà cứ nhận được là cảm giác là nó là một cái hạn chế đấy, thì thông qua cái buổi ngày hôm nay thì em cũng nghĩ rằng là nếu ai đang nghĩ rằng tiếng Anh đang là một cái điểm hạn chế của mô hình hay là một cái rào cản đối với các bạn ấy, thì các bạn cứ yên tâm là sẽ có những công cụ support cho các bạn để các bạn dễ dàng vượt qua được cái điểm hạn chế này đó. Thì cứ vào sâu bên trong các bạn sẽ thấy là nó đầy đủ như thế nào. Em nghĩ thế, đấy cũng là một Đúng, điểm, đúng không biết là rồi. chúng ta có nghĩ như thế không. Chị cảm ơn Helen đúng rồi đó em, tại vì chị nhận được rất là nhiều các bạn mà khi 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 quan tâm, tức là khi nhận được cái thông tin đó, thì đầu tiên là các bạn, tại vì ở đây đúng là mình đang là cái kinh doanh toàn cầu cho nên tất cả các trang web của mình đều bằng tiếng Anh. Các bạn ấy là ôi chị ơi tiếng Anh em đọc em không biết tiếng Anh. đó là câu đầu tiên, các bạn là em không biết tiếng Anh. Rồi có nhiều khi các bạn lại còn ô nhìn tiếng Anh nó sao sao, tại vì vì các bạn Nhức không biết tiếng đầu. Anh cho nên rất là ngại. Thì chị Vâng. nghĩ Helen là nói cái vấn đề này cũng là một cái hạn chế đó em, cái hạn chế. Thì chị vừa mới nhớ ra cái này nhé, hằng nãy giờ chị Helen với hằng chị nhớ ra cái với chị nha, cái chị nghĩ cái đầu tiên ấy, mà gọi là hơi e ngại, nói hạn chế thì không phải chữ hạn chế nhưng cũng có e ngại, đó là công việc của mình là hoàn toàn làm việc trên sử dụng cái nền tảng xã hội và là xây dựng cái kinh doanh của mình cùng cái thương hiệu của mình, cho nên là cái mà mình phải nói chuyện, cái chuyện mà nói chuyện trước khách hàng hay là một tập thể khách hàng lớn á, là cái vấn đề đấy là chị không có vấn đề gì phải lo ngại vì công việc truyền thống mình đã làm rất là quen. Nhưng mà để xuất hiện gọi là public trên mạng xã hội thì nó lại là một cái lĩnh vực khác. Chị rất là ngại luôn, đã trong lòng đi, tại sao mình học rất là nhiều để mà mình biết làm trên online nhưng mà hoặc là kênh YouTube nhưng mình không có đi đến cái điểm điểm tới được, bởi vì mình ngại là mình show up mình ra trên cái trên trên cái phương diện của mạng xã hội đó. Thế thành ra là chị nghĩ ban đầu là cái rào cản, mà thực ra hình như trong trong cộng đồng của mình các bạn sau này chia sẻ cũng rất là nhiều bạn rất là ngại ngùng cái rào cản ban đầu là phải xuất hiện mình trước trước cái màn hình, cách nói làm sao cho nó trước cái điện thoại nó cũng rất là phải có một cái quy trình. Chị nhớ hàng là phải phát động những cái chương trình để các bạn nói chia sẻ này kia phải không Hằng? Đó thế thì em ơi vậy đấy là còn gì nữa không Hằng ơi, Hằng chia sẻ tiếp cho các bạn Vâng, em muốn bổ sung thêm cái phần mà chị Milan vừa chia sẻ về điểm hạn chế, tức là ngại xuất hiện trên mạng xã hội ấy, thì phải phân đấy. tích thêm với các bạn hình dung như này này. Đây là một mô hình kinh doanh online trên nền tảng kỹ thuật số và tụi mình sẽ dùng attraction marketing, tức là marketing hút để thu hút
những người quan tâm tới mô hình kinh doanh này, những người có chung mindset vào mô hình này. Vậy thì để thu hút được người khác thì bọn mình sẽ phải chia sẻ, ví dụ là quan điểm, ý kiến, cuộc sống, mơ ước vân vân lên trên mạng xã hội. Thì cũng khá khá các bạn khi mà mới tìm hiểu vào mô hình kinh doanh này thì nó là ôi ngại thế, từ trước giờ chẳng đăng cái gì cả, chẳng chia sẻ cái gì cả, không biết viết cái gì thì làm thế nào được đây, đúng không? Thì đấy là một cái tâm lý khá phổ biến, và bản thân em cũng là một cái người như vậy. Khi mới bắt tay vào kinh doanh này thì em trước đây còn thậm chí là một người rất là mù mờ về mạng xã hội, về Facebook chẳng hạn. Thậm chí mình có biết là tạo tài khoản Facebook đâu, mà là một đứa cháu tạo hộ đó. Thế xong rồi năm thì mười họa mới share một vài thông tin khi thấy nó hay thế thôi, còn chẳng đăng cái gì cả. Thế mà bước vào kinh doanh này mình thấy trời ơi, mọi người đăng bài, mọi người đăng ảnh, mọi người quay video, mọi người chia sẻ, mọi người go live. Thế xong mình bảo trời ơi, làm thế nào được nhỉ? Thế là em mới nhớ rằng là cái hồi đấy là sinh nhật của em. Thế xong em bảo là hôm nay mình quyết định mình phải làm cái gì đó thực sự là khác biệt so với trước đây. Mà nhìn những người thành công trong cộng đồng, với các bạn chia sẻ rất là hay, go live rất là tuyệt vời. Thế hôm đấy cũng nhảy lên để go live đấy. Nhớ mãi cảm giác là vô cùng hồi hộp khi nhìn trước cái màn hình, mà nó chỉ là cái điện thoại nhé, nhìn trước cái màn hình điện thoại để nói với các bạn là xin chào các bạn, hôm nay là ngày sinh nhật của tôi và tôi muốn làm một điều thật đặc biệt, đó là tôi go live. Nhưng sau đó em không nhớ em nói cái gì nữa mà nói được một thoáng, xong rồi stop, dừng lại một cái, thế xong rồi tim đập thình thịch ra, thở ôi, ôi xong rồi sao hôm nay mình liều thế nhỉ, mình dám xuất hiện ở trên mạng xã hội đấy. Tức là cái việc mà xuất hiện trên mạng xã hội thực sự nó là giống kiểu là cái gì đấy nó kinh khủng khiếp lắm ấy. Và được, khá nhiều bạn đầu tiên chị cũng rung vậy đó, đấy hồi hộp, nói chung mình cũng hồi hộp, mình làm cái gì đó không có tự nhiên, đúng rồi. Mà mặc dù mình là những người mà mình ở vị trí quản lý, hay là như chị ở vai trò là có công ty riêng chẳng hạn, thì mình nói chuyện trước đối tác, trước nhân viên là bình thường nữa, nhưng mà không hiểu sao trước mạng xã hội nó lại làm cho mình run đến như vậy. Thế thì sau này mình thấy là à, cái việc mà mình dám dũng cảm, mình bước ra khỏi vùng thoải mái để làm một cái điều mình chưa bao giờ làm, nó lại làm cho mình trưởng thành hơn, đúng không chị? Giúp mình có thể bước ra cái comfort zone và làm những điều chưa bao giờ từng làm để có những kết quả chưa bao giờ từng có. Mà mọi người hay nói là nếu như bạn cứ giữ một cái việc bạn đi làm đều như vậy mà bạn muốn có những kết quả khác biệt thì thực sự là điên rồi. Cho nên bạn muốn có kết quả khác biệt thì bạn bắt buộc phải làm những điều khác biệt. Và go live chẳng hạn, hay là chia sẻ chẳng hạn, đấy là một trong những cái điều mà khác biệt mình làm để mình thành công trong cái business này đó. Và về sau thì mình lại nhận ra là ô, cái việc mình sử dụng mạng xã hội và mình xuất hiện trên mạng xã hội thì mình lại tạo ra được giá trị cho cộng đồng. Nó giúp truyền cảm hứng, nó chia sẻ cái câu chuyện của mình tới cộng đồng, và nó có những cái điểm chạm đó, và mọi người lại trở nên thích mình, mọi người yêu quý mình, mọi người follow mình, mọi người đi theo cùng với mình đó, và mình lại giúp mọi người có thể thay đổi cuộc sống được. Thì mình lại giảm vào cái việc xuất hiện trên mạng xã hội, nó lại là một cái lợi thế để giúp mình kết nối với mọi người xung quanh đó. Thế là trước đây nếu như mình chỉ co lại ở trong cái bốn bức tường thoải mái mình thì mình chỉ biết thế thôi, bên ngoài kia có đâu biết là có một cái cô Hằng như này, đâu biết một cô Helen, một chị Mila như này đâu, đúng không ạ? Nhưng rõ ràng là nhờ mạng xã hội và cái việc chúng ta dám bước ra bên ngoài thì chúng ta đã xuất hiện trên mạng xã hội. Và bây giờ đi đâu em nhiều khi em chê mọi người là chết rồi, mình trở thành người nổi tiếng rồi. Bởi vì có những bạn đã nhận ra mình mà mình không hề biết bạn ấy là ai, và bạn bảo ô em nhìn thấy chị ở trên YouTube, ô em nhìn thấy chị trên Facebook, ô em đã được nghe chị nói chuyện rồi đấy. Nó cực kỳ là tuyệt vời, rất là thú vị. Thì là thế mà nó lại là thú vị. Chính xác đó em, tại vì ở đây là ngày xưa thì tại vì khi mà ai đó chia sẻ một vấn đề gì đó thì cũng có những cái ý kiến trái chiều là thế này hoặc là thế kia, nhưng mà mình cần nhìn theo một cái hướng tích cực để cho những cái bạn ngại khi mà không dám chia sẻ thì phải nghĩ rằng là mình đang chia sẻ một cái giá trị, một cái điều gì đó mà mình đã trải nghiệm. Tại vì ở đây mình chia sẻ là những chuyện mình đã trải nghiệm. Mình đã qua một cái kinh nghiệm và mình cảm thấy nó có một cái giá trị, và mình muốn chia sẻ cái điều giá trị đấy cho một ai đó. Nếu như họ có thể nhìn thấy cái điều mình chia sẻ thì họ có thể cảm nhận được, và họ có thể cũng có cái đi qua cái trải nghiệm được như mình, hoặc là sẽ làm tốt hơn mình. Thì mọi người bắt đầu với một cái ý tưởng như vậy ấy, thì cái chuyện chia sẻ nó lại một cái rất là đáng quý. Thì tự nhiên nó đưa mình ở một cái cảm giác rất là tự nhiên và rất là chân thật đó. Thì vậy thì lại đấy là cái còn chị nghĩ là cũng còn một vài hạn chế nữa đấy, thì Hằng sẽ tiếp tục hay Helen sẽ chia sẻ tiếp em chào các bạn. Helen muốn chia sẻ không, xem hạn chế tiếp theo là gì không? Em để em xem nào. Thực ra là hôm nay là cũng chia sẻ thật, rất là thành thật đấy. Bởi vì những cái gì mà chị em mình mà đã trải qua rồi ấy, thì hoàn toàn đang chia sẻ lại với những bạn mà cũng đang rất là lưỡng lự, hoặc là đang nhìn thấy ở đâu đó những cái điểm đấy, thì chị em mình hôm nay là cởi hết
nói hết. Thực ra thì thời gian thì không đủ đâu, nhưng mà sẽ chọn những cái điểm nào đấy mà hầu như là mọi người đang cảm thấy. Thì còn một điểm nữa em thấy là có thể đâu đó mọi người cảm thấy là nó sẽ hơi khó khi mà mọi người bắt đầu tiếp cận ấy, đấy là cái việc là mọi người thường hỏi là đây là một cái kinh doanh online và khách hàng thì hầu hết các chị em là làm việc qua đường truyền internet, qua Facebook, qua các cái trang mạng xã hội mà gần như là rất ít là gặp ở bên ngoài, gặp gỡ bên ngoài như là các cái kinh doanh truyền thống khác. Thành ra là đâu đó thì cái việc mà gây dựng một cái lòng tin ngay từ ban đầu cho khách hàng của mình ấy, nó cũng sẽ mất thời gian nhiều hơn. Và đâu đó nhiều bạn thì cứ cảm thấy có chút lo lắng là làm thế nào để mình có thể xây dựng được cái lòng tin đó cho khách hàng sớm, để mà khi mà có khách hàng tiếp cận đến mình thì là họ biết mình là ai, mình là người như thế nào, mình có thực sự là đang làm cái công việc này hay không, hay là mình đang làm cái gì đấy, có phải là scam hay không. Đấy, có rất là nhiều cái nghi ngại như vậy. Thì em thấy là trong cái mô hình kinh doanh mà mình đã chấp nhận là làm trên cái mô hình online rồi, thì đâu đó nó sẽ có một cái phần là mình cũng phải xác định là mình sẽ xây dựng cái hình ảnh của mình, xây dựng cái nhân hiệu của mình, lòng tin cho khách hàng nó cũng vẫn mất thời gian. Dần dần nó tích lũy dần và tạo dựng được cái lòng tin đó. Thì khi nó là một cái business, nó sẽ giống như là chị Hằng hay nói, nó là cộng dồn. Thì từ những cái thứ cộng dồn đấy của mình ấy, nó sẽ tạo dựng được cái lòng tin tốt hơn, và đến lúc đó thì cái business của mình nó sẽ thăng hoa hơn đó. Chứ còn ngay ban đầu thì đúng là nó sẽ có một cái điểm là nó không thể mà ngay như là ngay và luôn có nhiều khách hàng tin tưởng ngay như là những cái mô hình truyền thống khác ấy, bởi vì họ có cái sự giao tiếp hoặc là nói chuyện tương tác nhanh hơn, cái tốc độ nó nhanh hơn, vì vì là online, có thể là đâu đó đường truyền hoặc tin nhắn của bạn nó chậm hơn chẳng hạn. Thế thành ra là cái sự tương tác này nó sẽ muộn hơn. Thì đấy, em nghĩ nó cũng là một cái mà rào cản mà hoặc là cái điểm hạn chế đi, hơi em nghĩ chắc là có thể là một cái điểm hạn chế nhỏ ở trong cái phần phần này. Thì nhưng mà em thì em cho rằng là sớm muộn thì chúng ta cũng sẽ có cách thôi, nếu như chúng ta muốn, đúng không? Bởi vì là dù là kinh doanh truyền thống, kinh doanh online, các bạn đều phải xây dựng cái lòng tin, đều phải xây dựng cái thương hiệu của mình hết, không không có cái nào nó tự nhiên mà nó có cả. Đấy, thì cái kinh doanh online này thì vì là mình được hưởng những cái lợi ích khác, cho nên là đâu đó thì những cái lợi ích mà trực diện như thế này thì mình lại phải có một cái cách đi, một cách làm nó sẽ chậm hơn một chút, nhưng nó sẽ là vững chắc cho bạn để xây dựng một cái lâu dài. Thì đấy, em nghĩ là chia sẻ thêm với mọi người một cái điểm như vậy, và cũng đừng có quá lo lắng. Chị cảm ơn em, rất là hay. Thực ra đúng rồi, tại vì ở đây là mình làm trên online và tất cả các cái tương tác đó là bắt đầu ban đầu thì đều là online. Nếu mà so sánh cái truyền thống như công việc của chị ngày xưa thì mình sẽ khi mình gọi là tương tác trực tiếp và mình có cái mình có cộng thêm gọi là cộng hưởng cảm xúc nữa thì mình dễ nói chuyện hơn. Còn này trong quá trình gọi là online ấy, thì có nhiều khi có những bạn liên hệ rồi xong rồi cũng không phản hồi gì hết, hay là trả lời xem vậy thôi nhưng mà không có một cái tín hiệu, một cái phản hồi lại, thì mình cũng khó có cơ hội để mà giữ và duy trì được cái mối quan hệ đó, hoặc là để giao dịch cái mối mối giao dịch đấy. Thì đấy nó cũng là một cái hạn chế ban đầu để nó làm chậm, nó ảnh hưởng đến một cái chút thời gian. Thế thì và như vừa rồi ấy, thì em nói lòng tin thì đúng rồi, tại vì mình qua những cái thông tin, tại vì công việc ở đây ấy là mình xây dựng một cái hình ảnh của mình và dựa trên những cái trải nghiệm, những kinh nghiệm của mình để mình chia sẻ ra một công việc kinh doanh, một cái giải pháp tổng thể. Thì đối với một số bạn mà chưa làm quen với kỹ thuật số hoặc là những cái phương án mà kinh doanh mới như thế này thì các bạn nghe nó cũng rất là mơ hồ. Và hai nữa là trên thực tại thị trường bên ngoài lại có rất là nhiều những cái ảo và những cái mà đã gọi là kêu gọi rồi lại sụp đổ, cho nên là họ cũng tạo một cái hiệu ứng xấu ảnh hưởng đến một cái kinh doanh như vậy, online như vậy. Thành ra là mọi người họ cũng có một cái sự, mình gọi luôn là cũng có một cái sự nghi ngờ, một cái đa nghi, và tất cả những cái đó đều làm ảnh hưởng chậm chậm cho họ, cản trở họ tiến đến để nghiên cứu, mà cũng cản trở cả những cái mình để có thể giao tiếp hay mình tiếp cận để mình có thể chia sẻ nhiều hơn. Cho nên là đấy là nó lại đã rơi và tiếp tục vào những cái kỹ năng để mà mình xây dựng trong công việc của mình, thì cũng rất là may tất cả những cái đó mình cũng đã được hướng dẫn chia sẻ để mà mình biết cách để mình xây dựng.
cái hệ thống của mình. Thì đấy là nói chung còn trong cái sự mà về khách hàng thì ở đây thì chị phải nói thật là nếu mà gọi là vì nó có tính tương đối thôi cho nên nó hạn chế thì theo như chị thì chắc là 99,9% thôi chứ chẳng chị vẫn còn 0,1% để lại khi nào mà bạn nào vào đội hình là lúc đó chị cũng sẽ chia sẻ cái 0,1% nữa. Cái đó là bạn sẽ phải cộng thêm một cái động lực rất là mạnh và một cái rất là cam kết để khi bạn thực hiện một cái công việc, bởi vì mình phải đi một cái tinh thần đó thì mình mới bước qua được những cái trở ngại được. Nó tại vì khi mà quyết định may ban đầu á thì nó rất là nhanh, nhưng mà còn để duy trì và để đeo đuổi mà để phát triển thì nó phải cần một cái lửa trong người và một cái cam kết, thì cái đó nó cũng là một cái không phải làm được ngay, đúng không em? Ngay cả bản thân chị nghĩ không phải riêng chị đâu mà cũng sẽ có những cái các bạn có thể có sẽ có những cái cảm xúc như vậy. Hằng ơi, vậy thì đấy coi như mình cũng đưa ra được một số hạn chế mà làm việc, thì mình chắc hôm nay đã gọi là bóc tách thì là phải còn có những vấn đề gì nữa không em nhỉ? Em sẽ nói thêm một số cái phần hạn chế của cái phần mà Helen đang chia sẻ về lòng tin nhé, bởi vì đã là một buổi nói thẳng nói thật đó, thì để cho tất cả các bạn follow để hiểu rất rõ đúng không ạ. Khi bắt tay vào mô hình kinh doanh kỹ thuật số này ấy, sẽ khá nhiều người không hiểu, không tin, thậm chí cho là lừa đảo, thậm chí cho là ôi lại đang các bạn đấy, thì đây cũng là một trong những cái điểm hạn chế mà những người làm về kinh doanh này chúng ta sẽ phải đối diện. Chắc chắn có thể đó là vợ, là chồng, là bạn bè rất thân của mình lại bảo đa cấp cái gì, hoặc lại làm cái thứ vớ vẩn cái gì đấy, có người sẽ nói như thế đấy ạ. Và thậm chí bạn ôi lừa đảo đó là chuyện hết sức bình thường, bởi vì chúng ta chỉ online hoàn toàn, chúng ta có nhìn thấy mặt nhau ngoài đời, có nói chuyện, có tương tác với nhau, có nhìn thấy tận nơi đâu đúng không, thì sẽ có những người nói như vậy. Và những người làm kinh doanh kỹ thuật số này chúng ta phải bước qua những cái hạn chế như vậy, gọi là rào cản như vậy. Và thậm chí là bản thân những người làm kinh doanh online trên nền tảng kỹ thuật số cái giai đoạn đầu làm ấy, có rất nhiều tiếng nói nhỏ bản thân của họ nói là ôi khó lắm, không làm được đâu, thế này làm thế nào được, chỉ có người kia mới làm được thôi, mày thế này mày không làm đâu, vân vân. Tức là bản thân họ cũng có những tiếng nói nhỏ như vậy, thì họ phải tìm cách vượt qua. Vậy thì thứ nhất là những người thân bạn bè của mình mà không hiểu mà nói này nói nọ thì làm cách nào vượt qua, thì chỉ có bằng cái sự kiên trì. Bởi vì khi chúng ta kiên trì, chúng ta làm việc, chúng ta tập trung vào mục tiêu thì một ngày nào đó kết quả nó sẽ đến. Và khi cái kết quả đến thì nó sẽ show và nó chứng minh rằng là những cái gì mà người thân, bạn bè nhận định là sai. Bởi vì họ không có thông tin, chỉ đơn giản như vậy thôi ạ. Họ không hề được join một cái cộng đồng kinh doanh kỹ thuật số toàn cầu, họ không được nghe webinar, không được nghe cái chuỗi pre-coaching video, không được nhìn tận nơi xem là cái hệ thống này vận hành ra sao. Cho nên là họ cứ nói như vậy. Đó. Họ nói như vậy bởi vì họ không có thông tin, mà cái thứ hai là đôi khi họ sợ chúng ta bị rơi vào một cái tình trạng là bị lừa hay bị làm sao đó, sợ chúng ta mất thời gian vân 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 đó. Nhưng bằng cái sự minh chứng là cứ kiên trì đi đi, có kết quả thì sẽ chứng minh ngược lại. Thế còn những đối tượng mà tiêu cực ở ngoài kia thì mọi người đều biết rằng là trên mạng xã hội nó luôn tồn tại hai mặt, một là tích cực, hai là tiêu cực đúng không? Thì chúng ta phải cứng rắn biết vượt qua được những cái gọi là bắt nạt trên mạng xã hội đúng không ạ? Bây gần đây nó rộ rất nhiều những cái vụ bắt nạt trên mạng xã hội. Vậy thì chúng ta phải biết vượt qua nó, biết bỏ qua nó. Có một công cụ cực kỳ hữu hiệu mà mọi người đã làm về mạng xã hội các bạn sẽ biết, đó là công cụ ban và block. Không để những cái tiếng nói nhỏ và những cái lời nói linh tinh, những cái lời nói tiêu cực đó ảnh hưởng tới bản thân chúng ta. Bởi vì nếu như chúng ta để những lời nói tiêu cực đó ảnh hưởng thì chúng ta đang bị người đó dẫn dắt rồi đúng không ạ? Trong khi cuộc sống của mình là mình làm chủ, mình dẫn dắt cuộc sống của mình sống tích cực, thế thì hãy ban và block tất cả những đối tượng nào là tiêu cực. Đấy thì đấy là một cái công cụ cực kỳ hữu hiệu để giúp các bạn là vượt qua được cái hạn chế của cái business online này. Mà chắc chắn là cái kết quả mà chúng ta có được ấy, thì nó lớn hơn rất nhiều và nó cực kỳ xứng đáng so với những nỗ lực chúng ta bỏ qua, những nỗ lực mà chúng ta phải vượt qua. Nó xứng đáng vô cùng so với những lời nói không, xứng đáng vô cùng so với những cái lời nói tiêu cực mà chúng ta nhận được giai đoạn đầu đúng không ạ? Đó. Thế cho nên là business này nó cũng lại là một cái kinh doanh mà nó rèn cho mình một cái sự kiên cường, kiên trì, kiên định, focus vào mục tiêu. Đó. Và những cái người nào mà thành công trong cộng đồng thì họ đều có những tố chất như vậy. Đó. Thành ra là hạn chế nhưng nó lại đồng thời nó lại chính là những cái để giúp cho mình có những tính cách tuyệt vời hơn đúng không chị? Đó. Thì để chia sẻ thêm để cho các bạn có follow buổi trò chuyện ngày hôm nay, các bạn thấy là đấy, kinh doanh kỹ thuật số mà đẹp và rực rỡ long lanh vô cùng, nhưng phía sau nó có rất nhiều điểm hạn chế. Nhưng nếu như bạn biết khắc phục được điểm hạn chế đó thì bạn lại thấy bạn vững vàng, bạn giỏi hơn, bạn học được nhiều hơn, bạn kết nối, bạn phát triển nhiều hơn rất nhiều, và cuộc sống của bạn thay đổi. Bởi vì cái đích cuối cùng của tất cả mọi người là đều mong muốn cuộc sống được tự do cả về tài chính, cả về thời gian,
đúng không ạ, cả về tâm trí, thì business này đều mang đến cho chúng ta ba cái điều đó, đúng không ạ? Và để được ba điều đó thì chắc chắn chúng ta phải vượt qua các rào cản chứ, làm sao mà cứ băng 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 đến đích với đầy hoa hồng trải thảm được, đúng không? Đó thì đấy là cái phần em chia sẻ thêm đó, đó. Okay. Chị cảm ơn em, nói chung là rất là nhiều, bởi vì nó là một cái công nghệ thì nó thay đổi, gọi là nó phát triển quá một cái tốc độ quá nhanh. Mới chừng một năm, chị nghĩ chắc là mới năm nay thôi, cái công nghệ gọi là công nghệ đang mới nhất là trí tuệ nhân tạo AI là đã coi như bây giờ là ứng dụng rất là nhiều các thứ trong cái những cái ngành nghề trong cuộc sống. Mọi người thì không không phải là ô cái này ra cái là sợ mất việc, thực ra cũng không phải là sợ mất việc đâu, mà họ đang hỗ trợ cho con người để mà làm các thứ thư giãn hơn, nhanh hơn, bởi vì thực ra vẫn phải cần cái tư duy và cảm xúc của con người mình, cho nên là mình không có lo ngại các cái vấn đề. Tuy nhiên thì chị thấy rằng là theo những cái chia sẻ của chị em mình vừa rồi á, thì chị có một cái suy nghĩ rằng là có nhất là nhiều thứ cần phải phải học và cập nhật về về kiến thức mỗi ngày luôn á, cho nên là khi xây dựng cái công việc này á, không thể nào mà tham gia ngày hôm qua cái hôm nay khoảng tuần sau hay là thậm chí 2 tuần sau mà mình đã làm được đầy đủ các thứ, thì chị chưa thấy bạn nào làm nhanh được như vậy, vì nó có rất là nhiều những cái kỹ thuật và những cái kỹ năng. Ê, cho nên là học xong được phần này và lại còn rất nhiều các nền tảng, và tùy theo những cái nền tảng các bạn chọn lựa theo cái mà các bạn thích thú và cái các bạn có thể là kinh nghiệm mình hiểu biết vào cái nào, cho nên mỗi một cái nền tảng lại phải một xây dựng, và mỗi sự xây dựng lại phải cần, nó như một căn nhà đó, lại phải xây dựng nền móng xong bắt đầu lại phải xây dựng từng cái bức tường lên, từng cái ô cửa sổ, từng cái ô phòng, nó rất là chi tiết, bởi vậy cho nên nó cần rất là nhiều thời gian và đi theo thời gian. Cho nên là chị thì chị, tại sao chị nói ý này là bởi vì các bạn nào mà muốn đang cũng một khám gọi là đang suy nghĩ, gọi là đang cứ nung nấu mỗi ngày về một cái vấn đề là cần thêm một cái công việc thêm, thì nên bắt tay vào để suy nghĩ ngay và nghiên cứu ngay để xem là cái công việc này nó có phù hợp với cái điều kiện của mình hay không. Và xây dựng ngay, bởi vì bạn xây dựng hôm nay thì có khi một thời gian sau thì nó cũng, nó chưa hẳn là thành công, đạt hết tất cả mỹ mãn được như cùng cái tiến độ. Vì cái kinh doanh nó sẽ phụ thuộc vào mỗi cá nhân khác nhau, một cách làm việc khác nhau. Nhưng mà nó sẽ khác so với một năm hay là một thời gian trước mà mình chưa bắt tay vào. Thì đấy là chị nghĩ là qua các cái chia sẻ của chị em mình hôm nay thì cũng đã gọi là nêu ra được một số cái hạn chế mà gọi là nhìn thấy ngay vấn đề. Còn tất nhiên là nó sẽ có, thì trong công việc lúc nào nó cũng sẽ có những cái thách thức hết á. Thì mỗi một thách thức, một bạn nào đang, ngay cả các chủ doanh nghiệp, bạn nào đang có một cái thách thức, thì chị em mình trong cộng đồng nhà hàng Helen, em có nghĩ là những cái thách thức đấy có đi qua được hết hay không? Có biết làm hay không, hay là coi như là phải đứng luôn không giải quyết được cái gì, thì em chia sẻ phần này đi em. Em thì em nghĩ là mọi người ơi, thực ra là bất kể một kinh doanh nào đó thôi, không chỉ là cái digital business mà chị em mình đang làm là có những cái thách thức khó khăn này đâu, mà là bất kể một cái ngành nghề gì, dù đi làm thêm hay tự các bạn mở quá hay là làm chủ một doanh nghiệp riêng của mình, thì đều sẽ có những cái thách thức khó khăn riêng của nó đấy. Thế còn điều quan trọng như chị Milan và chị Hằng có nói là nếu mà mình thực sự mong muốn, mình có một cái niềm tin, một cái big why mạnh mẽ, thì mình sẽ tìm được cách. Mình muốn thì mình sẽ tìm được cách, còn mình không muốn thì mình sẽ tìm lý do. Cho nên là trong tất cả các cái rào cản hoặc là cái gọi là chị em mình đang nói là hạn chế ở đây ấy, thì tụi mình cũng đã, hoặc là cộng đồng các anh chị cũng đã nhìn ra những cái vấn đề đó, và đang cố gắng support mọi người bằng các cái công cụ khác nhau, và các cái nói chung là cả cộng đồng đều đã chung tay để mà chúng ta cùng nhau tháo gỡ cho tất cả các bạn. Dù là bạn đang gặp cái vướng mắc nào thì luôn luôn có coach, mentor được đồng hành này, rồi có cả cộng đồng này. Cho nên là khi mà mình rơi vào một cái điểm nào mình gọi là trên cái quãng đường mình đi thì vấp phải một cái ổ gà nào đó, thì ở cái mô hình kinh doanh này thì mình đảm bảo và chắc chắn rằng là luôn luôn có người đồng hành cùng các bạn, và các bạn sẽ không sợ là mình sẽ phải đi một mình và mình tự giải quyết, mình tự đắm chìm vào những cái khó khăn đấy đâu. Nên là hãy mạnh dạn, em thì em nghĩ là như vậy thôi. Mọi người mà đã muốn thì mọi người mạnh dạn làm đó, cái big why của mình người đủ lớn thì mọi người hãy mạnh dạn lên,
chứ mình đừng vì một vài cái điểm hạn chế ngày hôm nay chị Hằng hay chị Milan hay là Helen nói mà mọi người lại phải cảm thấy lại 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 không dám tiến tới, thì những cái chia Thực ra sẻ này thì là rất là thực ra những cái hạn chế của mình nó cũng, chị nghĩ nó cũng cũng bình thường, bởi vì cái công việc nào cũng vậy. Bây giờ đâu phải riêng online mình mới bắt đầu có rào cản tiếng Anh đâu, bây giờ chị nghĩ Việt Nam mình đi công việc nào có khi cũng phải hỏi là có biết tiếng Anh hay không, đúng không? Vì bây giờ mình giao tiếp tế hàng ngày rồi giao dịch thương mại, nói chung tất cả các cái tài liệu các thứ là bằng tiếng Anh hết, các bạn đều phải trả lời bằng tiếng Anh hết. Thì nó là vậy thôi, bởi vì có nhiều bạn, nhưng mà thực ra chị trên thực tế nó cũng có những bạn như thế này. Thì là cái này mình chia, chị nói thêm cho vui thôi. Ví dụ như là bọn mình đang làm một công việc, mình đang là chủ doanh nghiệp, và cái mà mình đang làm là một cái mô hình chuyển nhượng online cho một cái cơ hội để làm việc, và cơ hội này là một giải pháp để làm việc. Thì chị đang nói với em rằng công việc này của chị đang là như vậy và em quan tâm, thì em hỏi chị. Thì khi em quan tâm em hỏi chị, nhưng khi em hỏi chị là, và chị chia sẻ cho em thông tin, như là giống như mình gọi là một cái dịch vụ khách hàng thôi, mình gửi cho em một công thức thông tin, em bảo em không biết tiếng Anh thì làm sao? Tiếng Anh không có đọc được chị. Đó, ví dụ vậy. Thành ra là có nhiều bạn trẻ mà chị thấy hỏi như vậy thì chị cũng không biết làm sao. Chị bảo là thì nó cũng có cả tiếng Việt nữa, nhưng mà vì 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 chị, các bạn hay hỏi là tôi không biết cái này thì tôi phải làm sao bây giờ, chứ các bạn ít, tức là các bạn gặp vấn đề nhiều hơn là các bạn gặp về giải pháp. Nghĩa là các bạn luôn luôn nhìn vào toàn là một sự cố hoặc là cái vấn đề thôi. Nhưng mà nếu mà mình không nhìn nó là sự cố hay nhìn vấn đề, thì mình nhìn một bản tiếng Anh thì tức khắc mình có một cái giải pháp, mình lấy Google dịch ra, mình ịn nó vô một cái là mình đọc sang tiếng Việt được ngay thôi. Cho nên nhiều khi nó thành thói quen là bắt đầu lúc nào cũng bắt đầu bằng một cái sự cố và vấn đề. Nhưng nếu mà mình bắt đầu một cách tích cực bằng một cái giải pháp, thì chị nghĩ rằng là sẽ không có những câu hỏi như vậy. Đó, nó là nói cho vui gọi là tắc trách á, biết không? giống như bây giờ mà ba mẹ mình mà yêu cầu làm cái gì đi, mình bảo cái này không làm được thì làm sao. Thông thường thì phải tìm ra được giải pháp như vậy, thì theo chị nghĩ là nó cũng không có cái gì gọi là rào cản nhiều. Cái rào cản kỹ kỹ hơn nữa thì chắc là phải phải làm việc vào thì có khi nó mới phát sinh, thì có khi nó lại gặp những cái rào cản khác nữa. Thì chứ còn những cái vấn đề mà chị em mình chia sẻ hôm nay ấy, thì chị nghĩ là đều có thể là dễ dàng vượt qua được thách thức này. Các em có đồng ý như thế không ha? Chật luôn ạ. Thì em ơi, là còn muốn chia sẻ gì nữa không? Mày còn gì chia sẻ coi như là để cho các bạn nghe được hết nữa không? Hằng với Vâng, Helen còn em nghĩ là mình còn cũng chia nên sẻ nghỉ thôi ạ, tại vì mình đã vượt quá cái benchmark 30 phút của mình rồi. Đúng lại không? là như Helen nói là khi mình muốn thì mình sẽ có được giải pháp, còn khi mình không muốn thì mình sẽ luôn tìm lý do, và cái business này nó sẽ giúp cho mình strong hơn. Đó, và cái cuối của con đường khi vinh quang ấy, tại sao người ta cứ hay khóc hay xúc động, là bởi vì cái sự thành công nó trải qua rất nhiều những cái chông gai, những cái khó khăn mà người ta vượt qua được thì người ta mới thành công rực rỡ. Chứ nếu thành công nó dễ dàng quá thì nó lại không còn ý nghĩa nữa, đúng không ạ? Vâng, em nghĩ là chị mình nên nghỉ ở đây ạ, để hẹn gặp lại các Ok, bạn thế trong thì buổi gặp sau lại thật ok, cảm ơn hai em Hằng với Helen, Dạ, và cảm ơn các Mila, bạn cũng Helen. đã lắng nghe câu này, cái buổi gọi là trao đổi của chị em mình chia sẻ. Thì mình chào tạm biệt các bạn ở đây ha, chúc Yeah, hai vâng em ạ. với lại các bạn là rất là vui Chúc vẻ nha. cả nhà Bye cuối tuần vui nha. Bye cả nhà. bye 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 bye. Bye bye.